đầu từ giữa tháng 10 năm 2024, trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long triển khai việc không sử dụng điện thoại trong trường học. Sau hơn nửa tháng triển khai, đến nay đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Theo đó, trường quy định học sinh không sử dụng điện thoại trong trường nhưng không cấm học sinh mang điện thoại vào trường. Khi vào lớp, những học sinh nào có mang theo điện thoại sẽ tắt nguồn hay cài đặt chế độ im lặng và cất vào tủ đựng điện thoại của lớp. Các em sẽ được nhận lại điện thoại sau buổi học. Nhà trường sẽ thiết lập đường dây nóng để phụ huynh và học sinh liên lạc khi có việc cần. Theo ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, từ khi triển khai quy định này đến nay, học sinh đã tập trung hơn trong các giờ học. Những giờ ra chơi của các em đã trở nên sôi động hơn với nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn. Tình cảm bạn bè cũng trở nên kháng khích hơn, thay vì mỗi học sinh sẽ có một thế giới riêng biệt khi dán mắt vào màn hình điện thoại như trước đây.